Hết. Chị có người tin lời em chưa? Oh my god. Ngày xưa mình gặp đây cơ này, anh muốn nối lại tình xưa với em. Em đã trả 100%. Rồi anh ra đây, buồn như vua tại vì hôm nay anh cũng ra đây buồn, đúng rồi. Tao, tao rồi đấy. Sao mày biết là đấy đó? Em đã trả 100% là tin yêu của anh lên. Anh ở đây, nói chuyện. Nói chuyện thế thì, ôi biết thế thì. Đúng mong muốn luôn. Ôi bốn kìa. Có ai nhìn thấy bốn không? Nhưng mà sao anh hẹn ở chỗ cũ? Hẹn người yêu cũ ở chỗ cũ. Ê, cầm cầu la nữa kìa. Xa lắm, không thấy đâu. À thấy rồi, thấy hoa luôn. Đi nhanh thế. Ôi em ơi, cầm cái đấy chứ. Anh bốn không thấy đâu. Anh cứ nhìn thấy sao được đúng không chị? Đi nấp. Muốn gặp nhau thì ra ngoài chỗ cũ. Thấy chưa? Thấy chị, bọn người tin lời em chưa? Đã bảo rồi. Anh bốn nguy hiểm lắm. Ủa quá cô, bây giờ nhá. Bây giờ đấy, tôi nói chấm dứt từ lâu rồi. Nhưng mà cô vẫn muốn gặp thì gặp thì ra ngoài chỗ cũ. Ôi dồi ôi. Cái này là gặp để níu kéo nè. Còn ôi, tình cảm mới đi. Thấy chưa, chị nghe lời em chưa? Với chị nghe em chưa? Gặp nhau ở đây. Ừ, cái khống ngày xưa mình tỏ tình nhau ở đây. Thôi đi gặp mà. Oh my god. Em nghe thấy vậy mà. Oh my god. Từ bây giờ chỉ đi xóa hết số vào nhau đi, đừng có gọi nhau nữa. Oh my god, ngày xưa mình gặp đây cơ này, anh muốn nối lại tình xưa với em. Oh my god, là như vậy. Tôi mà cái tôi bây giờ là tôi đã bảo là không có quay lại là không quay lại. Ủa, quay lại. Anh muốn quay lại với em. Nhưng mà tôi lại ở đây suốt thì tôi bị bọ cắn lên. Ở đây là bị muỗi cắn nhưng vẫn chấp nhận ở đây đợi em. Ừ, em ra nhanh lên nhá, anh đợi em. Thật với cô chứ bây giờ cái cống này ở đây nó không được sạch đẹp như ngày xưa nữa rồi. Ngày xưa thì nó còn nhiều mùi tình cảm. Bây giờ nó tàn con gì, động vật gì người ta vứt đây thôi. Ngày xưa là có mùi tình cảm. Bây giờ nó đẹp đâu. Nếu mà anh bố nói thế hình như chuẩn bị rủ nhau tắm. Tắm kiểu cái cống này này. Tắm cống kiểu không. Ra đi. Nói nhiều lắm gì vậy, đau đầu lắm, mệt lắm. Nhưng mà sao lại chuẩn bị hoa để tặng người yêu cũ nó kìa. Đúng chưa, chuẩn bị hoa đó kìa. Mày quá thật là không thể tả được. Em kỳ khủng quá. Em có tiền là vì anh thôi, vì tôi không có tiền á. Ô vì ôi đại gia. Đại gia đúng rồi. Tôi không có tiền. Bây giờ là em giàu rồi, em muốn quay lại. Oh my god. Bà Dê nhớ quay cẩn thận, đủ mặt cùng em rồi nhá. Không thích. Để em làm ảnh phim đấy, chứ không em đấm bà Dê đấy. À, vậy thì quay cái mặt vô. Ô, đủ mặt rồi. Ui dồi, ghẻ. Ôi, anh bốn ơi, để em gãi cho. Bốn bị ghẻ em ạ. Ôi, đã bổ rồi mà lại ngoan. Ra đây nhanh lên đi, nói cứ nói hoài à. Ra nhanh thì à. Ra nhanh lên, anh đợi em lâu lắm rồi. Ui dồi, anh nhớ em đến đau đầu rồi. Ra nhanh lên kìa. Người khác đi, mà thời gian qua anh chắc cô cũng đã yêu thêm người khác rồi, cho nên là cô đi tìm người khác yêu đi. Ôi, em ơi, thời gian qua anh đợi em, cơ này anh vẫn luôn đợi em. Mãi yêu em, mãi nhớ em. Ở đâu vậy? Ôi dồi ôi. Anh nhớ em đến mút chỉ. Cô đừng có cái giỡn nữa nha, tôi đã nói là không lại còn chấm dứt là chấm dứt. Ra đây đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện chấm dứt. À, chúng ta có thể quay lại không? Chúng mình quay lại đi em. Ra đi là ra đi kìa. Mà mãi không ra, phải ra thôi. Ra đi. Phải ra rồi. Ra đi. Phải hàm ý đúng không? Anh bớt. Anh bớt. Anh làm cái gì đây? Anh làm cái gì đấy? Anh là có hoa tặng ai? Ôi xà chà. Cái hoa này là con chị em nó vừa vứt ở đây xong. Em chẳng thấy con chị em nào cả. Phải như vậy nè. Anh ơi, thì quay lại đi. Sau thời gian qua thì em cũng nhớ anh. Cái đấy mày đưa cho bảy à? Mày đưa cho bảy à? Không có. Mày nói với bảy à? Em để đây thôi.
em là màu là người yêu cũ của anh bốn. Cái gì vậy? Anh bốn ơi, em không ngờ anh lại như thế. Em không ngờ, em biết ngay mà. Người yêu cũ cái gì? Em biết ngay mà. Nghe thấy hết rồi. Em nghe hết rồi nha. Nghe cái gì mà nghe? Alo. Em anh, đi ra đây à, đi. Em nhớ anh. Anh nhớ thôi, em. Mình chấm dứt từ đây đi. Hay là mình tắm sông đi anh ơi. Sông này bẩn lắm. Em nó không còn mùi tình cảm như ngày xưa à, đâu. Chúng mày đừng có mà vớ va vẩn nhá. Anh nói đừng có mà vớ vẩn. Nói thì cứ anh nói đi. Anh đợi em từ ngày mà em nói câu chia tay với anh. Anh nhớ em đến em lấy chắc người 100%. Đi thôi. Là anh gọi điện cho người yêu cô. Mày có cái gì mà làm bằng chứng? Đây. Đừng có mà bao người nghe đây. Bao nói người nghe. Bố là nghe hết rồi từ hôm qua tới hôm nay. Anh đã nói rồi. Chúng mày vừa rồi hôm qua thì là bạn anh còn hôm nay chúng mày nghe nhầm thôi. Sao anh cứ chối vậy? Anh thấy hôm nay em đang chán 100%. Là anh ra đây anh ngồi như cũ tại vì hôm nào anh cũng ra đây anh ngồi. Đúng rồi. Nếu mà nói vớ vẩn nhá. Hôm qua ta đâu nói mày rồi, mày đừng có hôm nay lên nước nữa nhá. Anh chỗ này là ngày xưa anh chưa với người yêu cũ nhá. Đúng rồi. Anh đừng có cãi đi. Chứ mà ăn nói em đi cùng anh đấy. Tao biết vừa rồi. Anh bố là anh ra đây nó sẽ làm gì mà. Anh chọn chỗ này gặp người yêu cũ rất là hợp lý, rất là chill, mặt trăng. Wow. Ở đây không không. Mặt trời á. Đấy thấy chưa? Mặt trời đầu mày ấy. Anh à, mặt trăng nhỉ? Này chúng mày bị làm sao đây? Nó bảo là không phải như thế rồi. Hoa. Em ủng hộ. Hoa. Anh cầm hoa đi đâu? Mang hoa để đối. Cái gì mà người yêu cũ? Để em gặp người yêu cũ của anh xem có xinh không? Nói thật chứ anh không yêu ai, bạn chưa yêu ai đâu mà mày bảo là có người yêu cũ. Anh ơi. Anh bảy, người yêu anh ấy xinh hơn chị rất là nhiều. Bỏ đi. Biết rồi. Mày anh nói rồi, chúng mày đừng có mà nói với va vẩn nữa. Yêu đương cái gì mà yêu đương? Gặp người yêu cũ mua hoa tặng người yêu cũ biết thừa. Ai có hoa thì anh cứ vặt ngoài đường nhá. Thì vặt ngoài đường mang tặng biết rồi, lộ rồi. Lộ rồi. Lộ rồi. Anh đấy nãy anh vừa bảo là hoa lũ trẻ vừa để đây. Các ừ. Em anh đập ngoài đường. Ơi, giấu đầu hổ đuôi em biết rồi. Anh yên nào. Anh đang bảo là cái kia anh thấy bọc đâu mày có sẽ lại ba rồi. Không, anh bảo là anh vừa vặt bên lề đường, anh cầm đến đây để tặng người yêu cũ nhưng bị các em phát hiện. Anh đừng nói. Ôi, sao rồi đấy? Ê. Im mồm đi. Sao mày biết mà đến đây? Mọi người bảo là mày ra chơi mọi người trong cửa, mọi người ra đi chơi. Cô ra đi chơi, không ai ra đi chơi đâu. Lúc nãy là cho ra nói lại cho Sáu nghe nào. Này, chị bảo anh ạ. Anh im mồm đi. Em đi đây. Từ ngày chia tay đến bây giờ, anh chưa yêu ai khác, anh chỉ đợi em quay lại với anh thôi. Anh nhớ em đến gầy mòn, anh không ăn được một hột cơm nào. Nào, ông kia lại bố mẹ mình. Thôi, anh đừng có cãi nữa. Nhìn đây. Nhìn này. Hai bó hoa này, anh ấy còn bảo là anh ngồi đây đợi em từ sáng đến giờ này, em ra đây với anh một chút đi nhé. Anh hai bó hoa này, quay lại anh với anh. Chưa bao giờ có chuyện là bố là anh quay lại với người yêu cô đâu. Đấy, anh ngồi đây này, anh bố là... Anh là người chưa tay người cũng không 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 em đi chơi nhá. Im đi. Ăn mặc sạch sẽ và ừ thằng ma bảo mày. Bảo mày im mồm mày. Đúng rồi, chị bay đây. Anh cún. Mày sao ấy? Em bảo chị bay mày đã nói với ta vẫn rồi thôi. Anh cái bộ là mặc váy mà anh mới mua cho em đó. Mày. Chập à. Thế chị bay mày nói với vẫn rồi thôi nhá. Đúng rồi. Mày đừng có mà nói đúng. Đúng rồi. Mày nói đúng không nào đúng. Thế chứ mày đừng có mà nói đúng. Anh chúng đúng gì đi anh rồi. Anh nói là mày đừng có mà nói cái anh ngoài chị đâu. Này em phải khắc cấm ghi tâm cái câu này. Đây là hoa. Anh đi tặng cho người yêu cũ. Bạn hiểu không? Không phải tặng cho mày đâu. Mày bỏ ra ngoài cho mày đâu. Bây giờ không còn gọi là người yêu cũ nữa. Anh ấy quay lại rồi thì gọi là người yêu. Im mồm đi. Đừng có nói ra chuyện quay lại đâu. Mà chưa có yêu mà đâu quay lại ai. Nhưng mà em chỉ biết là anh bảo như vậy thôi. Đúng rồi. Bó hoa này không phải dành cho mày đâu. Dành cho người yêu của anh bố này. Này bó hoa này, bó hoa của con chỉ nó vừa vặt ngoài đường nhé. Anh để đây nhé. Anh bảo là anh vừa hái xong. Đừng có nói. Anh đừng có nói như thế. Bỏ ra đi. Đừng có chối nữa, lộ hết rồi anh bốn à. Chúng mày im mồm đi. Chúng mày có biết cái gì không à? Im mồm đi. Hôm qua cái em phá nhá. Hôm qua em phá nó bảo là
anh ấy vứt rô bi anh ấy mua váy đâu ấy. Ồ. Đừng có mà ăn nói vớ va vẩn nhá. Anh gọi của em cho anh xem không? Ôi cho ăn xem đi. Em gọi nó ra đây nhá. Ừ mày gọi đi. Ừ. Nhà nấu cơm chứ không nấu cơm về anh lại chửi nó. Ừ. Anh mình nói vớ vẩn rồi thôi nhá. Anh bây giờ từ khi nhá, từ khi anh quay lại với người yêu của anh nhá, anh bây giờ anh thay đổi tính nết rồi đấy. Này ta chưa bao giờ quay lại đâu, chưa có người mày yêu mà quay lại, chưa yêu ai đâu mà quay lại mày. Đúng không? Mà đưa anh em rồi. Thế từ bữa ăn giờ mày có thấy anh bốn khác cái gì không? Có. Đấy. Toàn đi trốn đi chơi thôi. À đấy. Không phải đi chơi nữa. Đi chơi thôi. Rồi. Rồi. Đúng rồi. Này, ngày xưa hôi nách có mà khử nách đâu, bây giờ đây là lăn khử mùi. Bỏ ra đi. Chúng mày ăn nói vớ vẩn rồi thôi. Bây giờ thơm vãi. Tóc vút vút keo mà. Vút chát đầy người luôn. Tóc nhuộm huê huê luôn này. Em nghĩ chuyện nó cũng không có gì à. Tối tao rồi anh cứ thử. Hôm qua đi, hôm qua chở em xong còn gọi cho em lấy một lọ nước hoa này. Ừ. Thôi mà anh nói có bẩn nhá. Anh thiếu thốn thì làm đâu. Này. Đừng có nói anh không có. Đừng tin đen, đừng có tự ái. Chúng mày đừng có mà hội đồng tao. Ai hội đồng đâu. Này, đừng có ăn cơm nơi cố anh ơi. Đấy, anh bảo em tin anh. Em tin anh kiểu gì hả? Bỏ lại tao liên quan gì cả. Bọn này bọn nó ăn hơi vơ va vẩn đấy. Không có vơ va vớ vẩn đâu, anh muốn à. Đúng rồi. Mình đánh giá như thế mà. Phải có thì mới nói được. Búa thì mới vô cái mồm mới nói được chứ. Đúng rồi. Cái mồm hư đi nói vậy không? Bọn em không có thông đồng, bọn em không có thông đồng. Bọn em không phải trẻ con nữa đâu, mình nói dối hay là cái gì. Đúng rồi. Mà em trẻ trâu chứ không trẻ con. Này. Không phải có chuyện đấy đâu. Bọn em người lớn rồi. Không có ai yêu mà cứ giấu giấu như anh đâu. Anh tao không bao giờ có chuyện đấy nhá. Tôi nhân là có yêu ai đâu mà vậy. Tôi là gì mà chưa yêu ai hả? Thế tự dưng anh ra đây làm gì? Ra đây làm gì? Ra đây làm gì? Tao vừa đi qua đây tao ngồi đây tao đang hóng gió nhá. Bình thường không bao giờ ra đây ngồi nhá. Xanh rời đi. Một câu đi, đừng có giấu giấu nữa. Rồi mà nói. Bắn một câu xanh rời luôn đi. Nói cái gì? Nhưng mà chốt lại là anh gọi điện cho người yêu cũ để quay lại. Đấy, chỉ có vậy thôi. Đúng rồi. Không có chuyện bỏ lỡ quay lại đâu. Em đã bảo em nghe rõ hai tay, em nghe rõ đằng đằng mắt em nhìn thấy rồi cơ mà. Này. Anh nhớ em, mình gặp ở chỗ cũ. Đây, mồm đi. Anh đang ngồi ở đây này. Ừ. Sao lại bảo nghe tao chứ bao nhiêu nhất là cái mồm mày ấy, cái nào mày 100% nhá. Ừ, 100% đây. Mày đi ra vào cái kiểu đây. Chưa có cái gì đâu mà mày dám 100%, mày khẳng định mày lướt đây thì mày chứng. Ôi, 100% là đi chơi lại với người yêu cũ nhé. Mày đừng có mà mặt bên nhé. Mày đừng em là em là người đi chơi với anh ấy. Tao chưa đi chơi đâu. Ừ. Mày mà đi mượn kẹo mình. Anh im đi, để cho nó nói. Đúng rồi. Em mà đã nói chỉ có đúng 100% thôi. Đúng rồi. Mày nói cái gì mà đúng 100%? Mày biết cái gì mà 100%? Rồi. Anh đừng muốn giấu giấu nữa anh bốn à. Anh bốn bảo em trẻ trâu nhưng mà anh trẻ trâu hơn, anh cứ giấu giấu đi. Sớm, quay lại thì thừa nhận đi, có ai nói gì đâu. Chưa là giấu ai một cái gì đâu nhá. Chẳng chưa là giấu mày một cái gì à. Chẳng thèm ai nói gì hết. Có mà, thì anh em biết đấy. Quay lại vừa cũ thì anh nói đi, anh nói cho mọi người còn biết được không nhá. Tao thì giấu gì hết là ăn gì mà. Tin đen là tự ái. Tao không bao giờ có tin đen nhá. Mày đừng nói cái kiểu đấy. Rồi em tả hoa này. Em tả hoa này. Cầm đó này có mày của tao. Cầm lấy. Mày cứ để mày vũ khống cho tao à. Hoa này tao lấy bộ lại còn trẻ con nó để đây nhá. Vặt rồi còn chối. Vặt chối. Vừa bảo vặt. Nãy bảo là tao vừa vặt sao tao để đây. Xong giờ bảo về trẻ con nhặt. Này tao bảo là bọn trẻ con nó vặt nó để đây. Thôi xong cái câu sau là anh bảo anh vặt cơ. Ừ. Thôi. Thôi anh à. Đừng có nói bọn đây. Tao ôi. Vặt tao để đây. Không bao giờ có đâu. Mày nha, bà hai đứa chứ mày cái này không phải cái kiểu đấy đâu. Có thằng số 3 này nữa mày đứng cái kiểu 100% đấy. 100% là anh nói đi qua lại vì yêu cô ấy. Cái gì mày có 100% nhá. Đi đi. Mặt mày đúng không mày anh? Ơi mày mày. Đúng rồi, chị ba nói đúng. Mày đứng không nó chết nhá. Rồi. Chưa bao giờ làm ông đi chơi, ông chỉ quay lại với yêu cũ sao phải vay 1 triệu người ta đi chơi. Đúng rồi nào. Em bảo nhưng mà mồm thì chị Pai nó không nói bọn em cũng biết tại vì hồi nãy em cũng bọn em cũng nghe bọn em cũng nhìn thấy mà bọn mày chẳng biết cái gì cả ta đã bảo là chúng mày nghĩ sai hết rồi lại còn sai gì sai gì đúng đấy ta người nói luôn này nãy chị ngồi ngay đây thôi đừng chị anh ngồi ngay nói. Đây sai hết thật thật ta chúng mày ra ngoài chúng mày dình ngồi tao nói gì đi lúc cái đấy thì không quan trọng anh đừng đánh chúng là ừ anh đừng đúng chúng là biết nha chúng mày theo dõi tao làm cái gì ngoài theo dõi đâu tính ra thôi. Bọn em không theo dõi lúc đấy là em hỏi anh bốn ở đâu.
hỏi con alpha anh bố ở đâu, con alpha bảo không biết. Thế mà là bọn em đi ngờ anh nhá. Gặp người yêu cũ. Anh quay lại người yêu cũ. Mày đứng đó là 100%. Tao chưa quay lại người yêu cũ đâu, mày có 100% nhá. Rồi. Rồi có mày. Mày mộ mẹ đi. Cứ đi xem. Mày nói chuẩn, em tin chú này, mày em tin thế thôi. Chúng mày đứng đó mà nghĩ như thế á. Tàn sập này, nó nói cái gì cũng tàn sai thôi. Nói nó nói đúng mà. Đúng rồi, nó nói đúng mà. Nó nói là đúng rồi đấy. Có anh bảy và chị cả ra nhá. Cả bà đây thôi nhá. Ừ. Cả cái máy quay này nữa nhá. Chưa có một cái phần trăm nào mà mày dám được 100% à? Này, 101 luôn. Thấy chưa? Mày đừng có mà vớ vẩn nhá. Anh à. Anh nói mày rồi, mày ăn nói cái cho đàng hoàng mà đừng có mà 100%. Em nói đúng cái rồi. Chẳng có gì rồi, nói sai cái gì. Đúng mày rồi. Đúng rồi. Nói cỡ nó mới nói cái gì. Nói cỡ nó mới nói là cái gì. Mặt nhìn cái gì, mồm ra đấy rồi. Làm sao? Đấy thì cho anh ấy còn cáu với em nữa kìa. Thấy chưa? Thấy chưa? Anh bốn hết thương mày rồi, bố sáu à. Cẩn thận nó đánh mày đấy. Ừ. Đấy anh đánh đi. Ôi mày đứng đây một lúc nào, mà người yêu của anh làm cái gì mà phải đánh nhau cả. Thôi, liên quan gì? Tôi đương nhá, chẳng có quay lại người yêu người đương gì cả mà chúng mày chưa bưng ra ngoài này cho mày bố là tao quay lại người yêu cũ à? Thôi quay lại mà người yêu cũ em đi nhưng mà này. Nhưng mà quan trọng là anh có gọi điện cho người yêu cũ không? Anh giỏi anh gọi đâu mà gọi anh mở danh bà ra. Anh mở danh bà lên. Anh chả mong. Anh chả mong. Giấu kia. Giấu đầu lòi đuôi này. Làm sao mà phải mở? Đó. Mày chứng minh. Đấy là thông tin đen tự lái rồi. Không nói có hay xong rồi cái bộ tao vậy à? Hả? Không em nói thật mà. Đừng có nói cái kiểu đấy. Mà thật nhất là thằng này nhá, mày đừng có mà cái kiểu láo tết đây. Mặt thì cứ vinh lên cho mày bố anh 100% là gì? 100% mà quay lại mày yêu cũ. Ủa mày có hả? Anh bốn ơi. Mày đừng có bắt được đấy. Chưa. Im mồm đi. Mới có vậy thôi. Vay 1 triệu người ta đi chơi không làm trả. Đòi bị luôn. Vãi. Đúng rồi. Vãi anh bốn à. Tại sao anh không mượn em mà mượn thằng Sipai? Đúng rồi. Anh bảy với chị là chị ra. Chị ra mượn tiền em bắt không sao chị. Anh chị trả luôn. Còn anh sao? Một tháng chơi chứ trả. Ô. Ui giời. Anh nhiều tiền lắm ấy. Thừa nhận đi là hẹn người yêu cũ. Ê mà đâu nói chuyện nãy giờ chứ thấy người yêu cũ nó ra nhỉ? Ừ người cũ đâu nhỉ anh? Em thấy cháu 100% là tính người yêu cũ anh lên. Ừ. Và anh ở đây nói chuyện. Tao không nói chuyện nữa. Thế thì ô biết thế thì. Rồi anh bốn. Anh đi rồi. Ê còn người yêu cũ thì sao? Còn người yêu cũ thì sao để em gặp lại anh bốn. Chắc là đi gọi để bố em đừng ra nhé. Thì có mấy đứa lắp nhóc ở đây đấy. Ừ chắc bố mày ơi. Để người yêu cũ của anh để em gặp cho nhá. Tối. Rồi nhá. Của anh để em cho nhá. Ừ. Rồi. Để em sáu ạ. Người yêu cũ của anh cho nhá. Không nào. Thôi sáu ạ. Nó đi về là mình cũng đi về thôi. Chúng ta nên tin tưởng nhau không? Em tin tưởng bọn chị đúng không? Đúng không? Bạn đúng không? Phải tin. Thôi đây là một cái bằng chứng. Đây bằng chứng nhá. Bằng chứng thái hoa này. Này, anh đi. Thôi. Cho máy là bầu gì cơ. Ôi trời. Ok. Ôi thôi đi về đi em ơi, đi về đi. Thôi kệ hoa đi. Đi về lấy xe đạp đi về em ơi. Xe để đâu? Xe máy mà. Có xe đạp đi à? Xe máy rồi. Đi mà lấy. Ừ thế rồi để đấy tao lấy cũng được, tao lấy. Cái gì? Để lấy cái mặt bàn. Đi lấy xe. Mày không lấy tao lấy. Có tiền rồi. Đi